mời mọi người ghé xem nhé thì uh, hôm nay là đến kỳ hàn thì uh, mình lại lên thật sự mọi hello chào mọi người nhá dư thế dư mình không ngờ là đến nổi mà cái thời 4G này rồi mà nó còn ngủ đến một cái mức hoang một cái cách hoang tưởng như thế. Chúng mày mà cái cờ mày mà ngày xưa đấy trước những năm 75 nha Việt Nam là bị hàng ngàn năm đô hồ Chưa có cái tên là khai sinh Việt Nam đàng hoàng Chưa có nổi một cái bản đồ là rằng là Việt Nam là có cái tên trên bản đồ Mà ngày xưa đó là các đế quốc thi nhau cái trì Người ta gọi, chúng nó gọi Việt Nam bằng cái tên An Nam Nha mà còn cả cái trong khi Mỹ đến đó, hết tàu sáng nhật sáng mì sáng pháp rồi tàu, tàu trở lại là thấy nhau có nghĩa là có nghĩa là nó chuyên chúng nó các cái đề quốc đấy Tàu nhật pháp mì rồi lại tàu trở lại là có chúng nó coi Việt Nam như là một quả bóng nha Thì tao tưởng tượng đấy là một quả bóng Chúng nó chuyên tay nhau tay mặt sang tay trái tay trái sang tay mặt Đấy để biến Việt Nam thành một cái thuộc địa. Đấy, để biến Việt Nam, đỗ hồ Việt Nam một cái thuộc địa mà chưa bao giờ Việt Nam, cái dân tộc Việt Nam mở mắt ra được với thế giới. Việt Nam rất chi là nghèo nàn lạc hậu. Mà trong khi thằng Mỹ tiếp quản của thằng Pháp đấy, tức là thằng Mỹ sau cái năm năm tư đến cái năm năm tư, thì là thằng Pháp thằng Mỹ là nhảy vào Việt Nam, hất chân thằng Pháp ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Đấy, thì có nghĩa là Việt Nam là luôn luôn bị giặc nọ giặc kia đồ hồ tiệp tay mà chưa được một phút ngưng nghỉ. Chưa được một phút ngưng nghỉ nha. Mà cái khí thằng Mỹ đến Việt Nam á thì nói cùng nói luôn để cho mọi người biết là thằng Mỹ đến Việt Nam thì có nghĩa là cả cái châu Âu phải là tiền hố hầu ủng với thằng Mỹ. Đấy, bao nhiêu súng đàn và là bao nhiêu súng đàn và là nhú yêu phẩm từ thuộc mén đến bóng băng đến đường sừa lúa gạo để mà nuôi cái lính Mỹ ở Việt Nam. Chứ đó không phải là tài sản của thằng Mỹ mà đưa sang đó đâu. Mà là cả cái châu Âu, đã phải tiên hố thờ hầu, hầu ủng Phải là tiên hố hầu ủng cái thằng Mỹ Phải giúp cái thằng Mỹ đánh Việt Nam Trong khi đó cả cái châu Âu đã đánh rồi Mà còn cả là cái vùng Đông Nam Á à và cả châu Á Cùng tiên cùng là tiên hố hầu ủng Cùng thanh Mỹ để đánh Việt Nam Mà cuối cùng thằng Mỹ vẫn thua Đấy Cuối cùng thằng Mỹ vẫn thua Và cái bế năm hai của thằng Mỹ Rồi lần cả cái hang rau mắc ra Chưa bị rơi ở thằng Mỹ đi oanh tạc khắp nơi Đấy, đi thôn tỉnh khắp nơi Nhưng mà trên cái thế giới này Chưa bao giờ bị rơi ở đâu Cũng chưa bao giờ bị vô hiệu hóa ở đâu Nha Nhưng mà cái khí đến Việt Nam đấy thì B-52 dù rằng chưa rơi ở đâu Nhưng mà sang đến cái đất Việt Nam là B-52 nó rơi như súng rùng Đó là một Cái hàng rào mắc nam ra là của hàng ngàn Hàng trăm hàng ngàn là bác học kỹ sư của cả châu Âu và Đông Nam Á Trùng đâu lại mà sáng tác mà thiết kế ra cái hang rau mắc namara thì mình nói ngắn một đoạn này là mình đã thấy cái cái hàng rào mắc namara đó rồi ở trong cái kênh của là thiếu tướng công binh hoàng kiên đấy thì mình sẽ kể, kể ra cho mọi người biết một chút nó không nói là hàng rào nhưng mà không nó không thực sự là cái nhưng nói là hàng rau nói khăn cổ rồi mọi người ạ nhưng mà nó thật không thực sự là cái hàng rau mà nổi dài như thế này để mà ngắn đâu mọi người ạ mà nó là có hình thu như một là cái bắp chuối đấy hoặc là như cái quả bom dài khoảng một mét và đến mặt hai đấy và những cái hàng gọi ta gọi là cái hang rau nhưng mà gọi là vô hình một cái hàng rào vô hình mọi người ạ nó giống như là quả bom dài một mét đấy và có một đầu nhọn một đầu như như dưới này này là nhọn này mình đã thấy rồi nó giống như một cái ố luôn mang ý của em rửa thì không phải khi này có chỗ là chỉ bị ca mập cạnh đấy nhưng mà khi này đến dưới cũng thấy yến rồi khi nói đến khi không nói đến đá đồng đến cái bon bác quế nữa thì là cảm thấy nó yến rồi <laughs> nó giống như một cái ố luôn thì cái phía đằng này này là có cái mũi nhọn tức là cái khí mà đi thả hàng ra nó giống như quả bom dài, giống như cái cái cái, cái quả chuối đấy, cái hình thù là như cái bắp chuối, bắp hóa chuối đấy. Thì cái khí thả xuống thì cái đầu này, cái đầu nhọn thế này này nó cũng nhọn như cái hoa chuối là nó sẽ cắm xuống đất luôn mọi người ạ. Nó sẽ cắm dài rác xuống đất nha mọi người, chứ không phải là thành một cái hàng là dài dài như thế này. Đấy. Có thể là một quả đôi là chỉ vài quả vài cái thôi <laughs> Thì cái đầu nặng và nhọt này nó sẽ là cắm xuống đất ở dưới rừng Nó sẽ từ máy bay thả xuống thì nó sẽ cắm xuống đất Và khi cắm xuống đất đến cái chỗ cần thiết như là ngang cái chỗ này rồi á Thì cái, cái lực là tác động của vật lý đấy thì ở trên này là có một có một cái vòng tròn mà giống như cái nán ố đấy mọi người là tung ra thì cái những cái nà thánh thẹp như cái nán ố đó là giống như là một cái đài radio hay là hay là một cái cân nắng tên thì ở đây nó là chức năng của một cái cân của nhiều của nhiều cái cân ắng tên là nó búng ra một cái xoáy tròn như cái ô luôn thì nó có chức năng là thú những cái tín hiệu đồng những cái tiếng đồng mà giống như là ô tô đi này tiếng bộ đội hành quân hay là tiếng người nói thì những cái nán đó những cái nán ôm nán mà giống như nán ô nó sẽ thú tín nhiều của cái phía bộ đội tá hành quân hay là ô tô hay là là là, là, là ô tô đấy tiếng đồng nói chung là tất cả những cái tiếng đồng thì là chúng nó là có cái chức năng thu những cái tiếng đồng đó và phạt về cái trung tâm chỉ huy là có một cái nơi đang theo dõi nó mà giống như là cái đình vì bây giờ đấy giống như là cái thiết bị đình vì bây giờ đấy mọi người ạ à. cái xe máy mà họ cài đình vì đi rồi mà bị kẻ cắp lấy đi đến đâu họ cũng biết thì có nghĩa là khi đó là đang là một trung đoàn hành quân thì cái khí mà thử nghiệm cái cái đường chúng nó rải ra chiến trường để mà 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 thử nghiệm đầu tiên á thì là một trúng đội của ta hành quân quá đỏ và bao nhiêu là xe cổ thuộc mén súng đàn là bị chúng nó là chó tanh bành hết trơn trong một nốt nhạc mọi người ạ đấy trong một nốt nhạc là bị chúng nó tiêu diệt gọn luôn từ dưỡng đang đi rửa thì máy bay là âm âm cả bay cả đoàn là đến bò bom không sót một chiến sĩ nào thì đến khi về đấy sau cái vụ đó rồi thì là cái bộ thám mưu mà phía quân đội của ta đấy thì mình nghĩ rằng nói rằng là lịch hành quân của cái cái đơn vị này mà ra chiến trường là rất là kính kẻ không bị lộ Giao Liên đi trước cũng là cái người đó cũng rất là đáng tính cầy không thể lộ được. Vậy tại sao lại từ dưỡng lại bị bom, bị bị uh, bị, máy bay đến là âm 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 láo đến là âm âm là coi như là thiếu hết họ rất đau lòng mọi người ạ. Cả cái trung đoàn mà không sót một người nào. Đây thì sau đó là đến vì mấy cái bộ chỉ huy đấy mới cho là gọi là dư là người kể lại thôi mà tôi vẫn cảm thấy đau và thật sự là xúc động mà quả là đau buồn tiếc mọi người cả trung đoàn không hề sống sót một người nào nó đưa bom đến nó rải thảm như thế đấy rồi là bao nhiêu xe súng đàn nhá cùng hành quán ra cái mặt trận ra cái hướng đó mà không còn một cái gì mà có thể là dùng được đấy Thì sau đó là cái bộ chỉ huy là làm thấy rất là ngạc nhiên Thì họ sau đó là họ mới cho người đi là thảm bảo Có như là gọi vừa gọi là thảm bảo nhưng mà vừa đi, gọi là đi thấm dò lại Thấm lại cái chiến trường, cái, 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 khu vực đó Đấy Thấm lại cái khu vực đó Để mắt xem rằng là để mà máy mà, mà thú được một cái băng chứng gì một cái gì đó Để mà tìm ra được móng răng là tìm được một cái bằng băng chứng gì đó Răng là chó dù là bom đàn hay là chó cái gì chó dù là cái gì đó Bởi vì rằng họ nghĩ rằng nó không có một cái gì mà có thể là Cái chỉ huy quân sự của Mỹ mà biết được mà chó âm âm một cái đoàn mà Một cái đoàn máy bay mà đến bắt thinh linh như thế trong khi ta cũng đầy đủ vũ khí bởi vì đang hành quân ra chiến trường nhưng mà không tháo tịch có nghĩa là không tháo tác được mà lắp rạp máy để nó để kia mà 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 để mà để mà 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 trọng trả cái đoàn máy bay kia đây mọi người. Họ không đủ không đủ thời gian đấy đến cái mức như thế. Bộ đội đầy đủ đó mà không đủ, không có đủ thời gian có nghĩa là trong tích tắc Thì um, họ mới khám phá ra bộ đội của ta Tức là đã khám phá ra và đã thấy được là những cái gọi là cái hàng rau mắc nam ra đấy Mà thấy được ngoài những cái mì miệng bóng đàn ra Thì có những con có vô số những cái thiết bị khác bóng Đấy và có những cái hàng rau mà sau này đọc bảo họ vẫn thu về Và họ đọc được rằng là cái hàng rào đó là mắc na cột Tên đó Tên cái cái cái, cái kẻ cải mà gọi là hàng rau mắc na ra đó Thì có khắc cái tên mắc na ra Là cái người mà khởi xướng ừ, Là cái tên Ở đó là họ đê cái tên mà của cái thằng mà khởi xướng ra cái hàng rau này đấy Phạt nguyên coi như là phát ngôn ra cái hăng cái 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 cái, cái, mắc là cái, cái hăng rào đó thì sau này là về là nghệ họ cũng cùng thấy được là trên cái hăng rào đó còn có những cái ấn tên và họ nghĩ ngay ra rằng cho dù đó mình phải nói rằng là tự hào rằng là dân tộc con người Việt Nam ta rất là thông minh rất là thông minh mọi người ạ đấy thì cái khí mà phát hiện ra cái gọi là cái vật thể là đi Đấy, thì thấy nguyên tàng của nó là đang cầm xuống dưới đất Và là xung quanh nó là có những cái ấn tên như của ấn tên đài đấy Hay là ấn tên của TV ngày xưa mà để bắt sóng đấy Thì từ dưng là họ hiểu ra rằng Đó là cái trung đoàn này bị phát hiện Đấy, bị phát thiền là do những cái cái này và chính chức năng của nó là những cái ấn ten và đã thú sóng nhưng từ những cái tiếng đồng của bộ đội ta để mà truyền về căn cứ của địch cho nên chỉ trong tích tắc mà âm âm máy bay mà đến thả bom như thế trong một nốt nhạc cho nên họ đã nghĩ nghĩ ra cái cách là cần một cái giấy thì bất kể là cái giấy chí cũng được đấy bất kể là cái giấy chí cũng bất kể là cái giấy chi cũng được nha mọi người cái giấy tên, những cái giấy leo ở trên rừng thì vô vàn đấy cho nên họ mới nghĩ ra một cái cách là cột tụng lại đấy họ không cho cái ăn tén đó nó rẽ ra như cái quạt này nữa đấy mọi người ạ à. mà nó, họ cột tụng lại thế này đấy họ cột là những cái người mà gọi là hạp hải là hàng trăm hàng ngàn bạc học mi thiết kế được cái cây cây uh, gọi là cái hàng rau mặc nam ra như thế này nhưng mà những người bộ đội của ta đấy là gọi là con chấn chấn còn dính phèn đấy những người bộ đội là tư trường đại học hoặc là tư ở ở, ở ở, ở, gọi là vừa bỏ bút thậm chí là những người còn chưa được đi học thậm chí là nhiều em còn có nhiều người còn chưa được đi học nhưng mà họ vẫn nghỉ được ra nhanh trong một nốt nhạc rằng là cột túm những cái ấn tén này lại. Đấy, cột túm những cái ấn tén này lại cùng giống như cái quạt. Bây giờ mà để thế này thì nó quạt nó có gió nó mát, nhưng mà cái khí mà thú lại như thầy này rồi thì có mát mẻ gì nữa đâu. Đây, cho nên là những cái người Bồ đùi của ta rất là thông minh, đã là cột tụng lại các cái cân ấn tén đó với nhau và vô hiệu hòa chúng nó trong một nốt nhạc. Đấy, thì dân tộc Việt Nam của chúng ta có đáng tự hào không mọi người? Đấy, cho nên nói ra, nói kể để mà biết rằng là chỉ có những cái đường ngu Đấy, mới chấp nhận làm chó Mới chấp nhận làm tay sai Cho cái thằng khác mà để mà nó tụng tóc mình như thế này rồi nó, nó lối đi hết đường này, răng lối hết đường kia cho nên á con lắm lứa thưa và những cái đứa mà đang muốn thấy cái chế độ độc đảng ở việt nam á chúng mày mình mong mọi người chia sẻ ra cho mình cho rồng nha để chúng nó bánh tranh cái lỗ tái ra mà nghe chúng mày đừng có hồng mà lừa dân tao đấy không có cái chế độ nào mà tốt hơn cái chế độ độc đảng hết của cộng sản hết đấy chúng mày đừng cái hòng mà lừa Việt Nam mà được độc lập từ cái năm năm tư đến dư đấy thì chấp luôn cả thằng Hàn cả thằng Nhật chỉ là dưới gót chân của Việt Nam thì mong mọi người là chia sẻ cho mình với nha rồi dư mình cảm ơn và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ rồi hẹn là lịp sáu nha mọi người chào phần bạc nha chào niềm đau rồi